Xin chào các bạn. Mình lại đi cắm hoa. Mình đi cắm bình nụ trước. Chết. Đầu tiên là đôi đỏ đây. Đỏ cho nó may mắn. Đấy, mình cũng đến từng cặp cặp một. Ra kia. Tóc thì phải đó chạy như thằng gió cọ ra dây điện hỡi mồ đến lần mình đến lần ai xong rồi thôi tốt nhất là mình làm đi cho nó yên trí đấy. Cho nó yên trí sau đến đôi trắng lại đôi đỏ với đôi trắng để cho nó đẹp. Những cái cành nào nó eo eo nó xả ra thì mình thấy nó lên sau đấy là một đôi màu tím, tím là tím tím cà, cà tím, tím cà này cà tím, đấy. Ok, xong đến đôi vàng vàng chanh đấy, vàng chanh đấy, vuốt lên cho nó đẹp đấy. Xong rồi bắt đầu là xô vào cái là hơi nó vỡ tan với bạn đấy. Còn một cái màu cánh sen và tím than này nữa cho nó đẹp, cho nó đúng đúng bông cho nó đẹp. Ok,
Bây giờ là mình sẽ cho từng bông một lên. Đấy. Đằng trước thì là thấp, đằng sau thì là cao. Đó. Ôi. Đây, đằng sau. Đẹp đều chưa? Bây giờ mình lấy cái đấy mình cột vào đá xong mình sẽ nắn. Dũng sẽ giết gì chả biết. Thôi tốt nhất là không biết thì chuyện này là ăn xong rồi có vẻ là có cái gì đấy. Đây giới thiệu với các bạn này, đây là một bình lũ đấy. Mình lại làm kiểu này, đằng trước thì thấp, đằng sau thì cao đấy. Các bạn thấy thế nào, thấy đáng yêu không? Đáng yêu các bạn ấn like vào cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Đã mến yêu và ủng hộ cho những video cắm hoa của mình này. Mình nắm làm sao mà cho nó đều. Đấy. Đều nhau. Đấy. Thấy chưa? Đằng trước nó cũng đều. Đấy. Đằng sau nó cũng đều. Đấy. Thì nó cứ đẹp. Nó cứ đáng yêu. Đấy. Trông đẹp chưa? Đấy. Đấy. Ok chưa? Cảm ơn các bạn nhé. Đây là đằng sau này. Sau nó chỉ có cao không. Đấy, đằng trước. Đấy. Thế các bạn thấy thế nào? Thấy bình hoa thì có đáng yêu không? Nếu mà đáng yêu thì các bạn ấn like vào cho mình, để cho mình có thêm động lực để mình làm nó được hoàn thiện hơn, được chỉnh chu hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy. Ok. Đấy. And